Chiều nay ngày 10 tháng 5, đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết dẫn đầu, phối hợp với tỉnh ủy Hà Tĩnh đến thăm gia đình viếng hương đồng chí Phan Văn Định, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng tại tư gia ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí, ngày 11 tháng 5 năm 1903, ngày 11 tháng 5 năm 2023 đoàn tỉnh ủy Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thế Anh cùng lãnh đạo các sở ban ngành trên địa bàn Hà Tĩnh. Tại tư gia của đồng chí Phan Văn Định, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết tận tình hỏi thăm, chúc sức khỏe gia đình đồng chí. Nhấn mạnh chuyến thăm là hoạt động ý nghĩa của thành phố Đà Nẵng nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, là dịp để ghi nhớ những công hiến đóng góp của đồng chí Phan Văn Định cho sự nghiệp cách mạng của quê hương Quảng Nam Đà Nẵng nói riêng, của đất nước nói chung, Phó Bí thư Thường trực thành ủy khẳng định, Đảng bộ nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục học tập, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững. Đồng chí Phan Văn Định, Bí danh Công Tư Định quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, là một trong những hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Đà Nẵng. Hơn 50 năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí Phan Văn Định đã để lại những dấu ấn quan trọng trong quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí. Đó là được giữ chức bí thư đầu tiên của đảng bộ tỉnh Quảng Nam, đặc biệt có nhiều đóng góp to lớn cho phong trào cách mạng của địa phương trong những ngày còn trong trứng nước. Đồng chí đã được đảng và nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.